nghệ sĩ rang còi đã ra đi mãi mãi để lại muôn vàng tiếc thương trong lòng khán giả. Trước đó, khi biết tin về bệnh tình của mình, nghệ sĩ rang còi từng choáng váng đến mức không thể tin nổi. Tuy nhiên, trong suốt thời gian chữa trị vừa qua, nghệ sĩ rang còi luôn giữ tinh thần lạc quan nhất có thể. Nghệ sĩ Trà My là người bạn thân luôn túc trực chăm sóc giúp đỡ nghệ sĩ rang còi khi ông bị bệnh. Dẫu ốm đau, sức khỏe yếu nhưng điều đặc biệt là nghệ sĩ rang còi đều muốn tự tay chăm sóc cho các con của mình. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân luôn phải nhìn mọi thứ lạc quan, để các con yên tâm học tập dù bệnh tình đã trở nặng. Nghệ sĩ Trà My luôn túc trực chăm sóc nghệ sĩ rang còi lúc ông Lâm bệnh nặng. Dù đau bệnh nhưng nghệ sĩ rang còi luôn lạc quan tươi cười vì thương các con. Khi được hỏi về việc nhờ vợ cũ nuôi con khi bị ốm, nghệ sĩ rang còi chia sẻ trong một bài phỏng vấn, không bao giờ nếu trường hợp xấu nhất, hai năm nữa tôi ra đi, hai con út cũng học xong cấp 3, các cháu sẽ có đủ kỹ năng sống để sinh tồn, còn có hai anh lớn hỗ trợ nữa. Con trai út còn bé nhưng đã biết sửa máy, biết hàng. Nếu cho cháu đi làm cũng kiếm được ra tiền rồi, nhưng cháu còn nhỏ nên tôi bắt phải đi học trước đã. Tôi luôn đùa các con, bố bị bệnh mà truyền hóa chất xấu lắm, mặt hốc hác, tóc dụng, chỉ còn da bọc xương, nhỡ mình, qua bệnh mà Diêm Vương hỏi, ai đấy mà xấu thế, người ta bảo là nghệ sĩ nổi tiếng đấy thì xấu hổ lắm. Tôi luôn nhìn mọi thứ rất lạc quan, tếu táo, để các con yên tâm làm việc, học tập. Nghệ sĩ Rang còi khẳng định không bao giờ nhờ vợ cũ nuôi con. Con gái nhỏ nhà nghệ sĩ Rang còi chăm sóc bố ở bệnh viện những ngày tháng cuối đời. Hai con út của nghệ sĩ Rang còi đã học xong cấp 3 còn hai con đầu của nam nghệ sĩ đã lớn và lập gia đình nghệ sĩ rang tòi cho biết các con lớn sẽ hỗ trợ chăm sóc các em nhỏ khi ông qua đời